Xin chào kênh chị và các bạn. Em đang có mặt tại hiện tại bây giờ đang là 8 giờ kém rồi các bác nhé, 8 giờ kém ngày 8 tháng 6 đây. Đang có mặt tại ngã ba Nghĩa Hồ thuộc thị trấn Chũ. Lần đầu tiên xuống đây có chút việc và gửi đến kênh chị luôn cái giá vải ngày hôm nay tại dưới này nhé. Đường thì bây giờ đang tắc rồi các bác ạ, tắc rất là dài. Đấy, xe công rồi các thứ đang ở phía trên này. Vậy thì xuống đến nơi xem là giá cả vải ở đây ra sao các anh chị nhé. Thì các anh chị có thể tham khảo cũng như là xem cái mức độ vải này, giá vải này, lượng vải đẹp hay không này. Tại cái ngã ba Nghĩa Hồ thuộc thị trấn Chũ của huyện Lục Ngạn. Thời điểm là 8 giờ sáng rồi, 8 giờ sáng này. Thời tiết thì vẫn đang mưa nhỏ nhỏ, lất phất. Vậy thì chúng ta cùng xuống để xem giá cả các anh chị nhé. Để chúng ta cùng đi vào nào. Tắc đường rồi, công an cũng đang phải dẹp đường đây. Chị ơi, em để xe đây trước nhà một mấy phút nhé. Để xe đây và sẽ đi xuống dưới nhé. Để gửi đến anh chị một chút cái giá cả ở đây cho. Của anh Thanh Hà được trả bao nhiêu rồi? Dạ 11 ạ. Vâng, 11k. Thế là có bán không hay là chờ lên kép? Vâng, ở bên kia cũng đang mua bán thì ở hai bên đường luôn. Tại cái ngã ba Nghĩa Hồ này thì rất là rộng, rất là dài. Và đường rộng khoáng nên là mua bán thì còn đỡ đỡ một tí. Đây, chúng ta cùng xuống đường dưới xem sao. Của chú được trả bao nhiêu chú ơi? 13-14 à? Và này tắc đường ở dưới này. Lần đầu tiên xuống dưới này các bác ạ. Lần đầu tiên xuống dưới này để xem giá vải nên là đã... được bao nhiêu chú? 7.000 à? Phải theo chính thu. Mua cao nhất đến bao nhiêu hả chị? Đây là anh quay để anh cho ăn truyền hình chú ạ. À. Vâng. Thế là sướng chưa? Vâng. Cao nhất được bao nhiêu hả chị gái? 10 cả. À, 18, vâng. Thanh Hà cao nhất được 18-20 à? Vâng. Đâu đây em để xuống. Lùi lại. Hàng này mấy ca đây anh? Mấy ca đây anh? 5k đây. Ở dưới này thì đúng là có nhiều. Cái hàng này nó xanh quá. Nó xanh và nó tràn thuộc hàng sấy các bác ạ. Đây thì xem những cái phòng. Thanh Hà này của anh em được trả bao nhiêu rồi? Yeah. Thanh Hà được trả bao nhiêu đấy? 12. Bao nhiêu? 12. 12 à? Rồi ok. Anh ơi. Em mua Thanh Hà. Cái Thanh Hà này được em mua phải ngọt đấy Thanh Hà. Cao nhất được bao nhiêu rồi em? Thế nhà của anh này được trả bao nhiêu rồi? À, 13. Đấy. Đang trả 13k. Chưa có phiếu nữa. 14 vẫn lắc đầu. Mười bốn không bán à? Dạ. Bước 1 trên 2 chốt 15. Đâu em xem giá nào.
Mỹ Lệ, tên đẹp quá. Vào đi, vào đi. Mỹ Lệ kia. Bên kia đây anh em, bên kia đường kìa. 15k. Đấy hàng, nói chung là hàng cũng gọi là quả to nhưng mà nó không, mã nó không sáng lắm nên là 15k là đúng. Các bác mua đến 15k. Vỏ kèm mãi được 15 các bác ạ. Còn phía dưới này thì cũng còn nhiều lắm. Này được bao nhiêu chị gái? 12. Bao giá? 13. 12. 12 á? 12 ca. Mưa nên là cảm giác nó rất là tươi. Có chị được giá chưa? Giá có 12 nghìn. 12 nghìn à? À vâng. Có bán không? Chưa có người mua. À thế à? 12.000. Đây, ở phía dưới này còn chắc luôn. Đâu, thử xem cái giá này. 15k. Rồi, em bán được không? Cuối trời rồi. 15k. Chị mua cao nhất đến bao nhiêu? Cao nhất 18-20. Cao nhất 18-20 à? Thế nhưng mà em đã thấy những cái sọt đấy cũng khá đẹp đấy mà vẫn chưa phải đỉnh nhỉ? Chưa mua gì, cái đấy nó trắng. À thế à? À vâng, đỉnh nhất ở khu này ngã ba. À vâng. Nhiều nhất nữa. Vâng, một buổi cân bao nhiêu tấn hả chị? Hôm qua cân 35 tấn. 35 tấn à? Hôm nay thì chắc phải hơn 40 tấn. Vâng, một buổi 35 đến 40 tấn. Cao nhất đến 18 đến 20. Đấy, những hàng này chưa vẫn không chuyển được. Cắt dưới còn nhiều lắm. Để em sang cái đường bên kia để xem cái hàng mua xe tăng bo phải ngọt là bao nhiêu nhé. Hàng này trả bao nhiêu rồi anh? 10.000 à? 10.000 lắc đầu rồi. Nói chung là giá để em sang bên đường để xem là những cái xe lùi xe cóc xem giá thế nào các bác nhé. Các bác cùng tham khảo được đấy. Giá 3 Nghĩa Hồ thì chấn chú luôn. Chiều này rất là lâu rồi. À bên này thì chưa hơn này. Của chị được bao nhiêu rồi? Hả? Của chị được bao nhiêu đấy? 13. Bao nhiêu? 13. Đâu có vé không em xem nào. Hả? Có vé không em thử xem nào. Chưa. À thế à? Tức là mình muốn bán 13 gì? À rồi. Em tưởng là đã thành giá rồi, rồi chị đi đi. Bác cái tưởng là em là người mua hàng nên là bác cái họ đòi giá 13. Em tưởng có vé rồi. Hàng này bao nhiêu anh trai? Bao nhiêu chị? 11 à? À vâng. 11k. Anh nào quay em đi bán hộ cái này về đấy này. Sao ấy? Quay em ấy. Em là đi bán hộ người ta giảm giá 7.000. Ừ, 7.000 thì tính giá 7.000. Đây người ta giá rồi. Dạ, 7k. Còn còn chín mấy con tải anh? Còn chín về cần sò. Giá năm tám ngàn nhá. Giá năm hai. Giá 7.000 đồng anh. Giá 7.63. Giá được bao nhiêu tiền? 630.000. 630.000 gì? Đâu? Em là cái giá nhân bán hộ thôi. Vâng. Đâu em xem giá cầm tiền luôn này. 630.000 một sọt, 90 cân. Được chưa? Giá bao nhiêu anh? 7 đồng. Dạ. Bán hộ của người ta. Được rồi, thế chốt nhá. Vâng. Giá 7.000. Dạ không, em là núi đồi Lục Ngạn ạ. À, vâng. Anh ở đâu?
Biên Sơn. Biên Sơn à? Biên Sơn sao không bán ở kép mà xuống đến đấy? Ừ, bán xong rồi quay về đi bán hộ chú. À thế à? Ở ừ. Biên Sơn ở vâng. Em muốn quay nhà cho nó thực tế. À vâng vâng, rồi không sao. Cơ bản là vừa thực tế và vừa nói chung là vừa, cơ bản nó anh em mình cái giá vải nó thế mà. Vâng. Đấy thì anh chào anh em nhé. Của anh được bao nhiêu đấy? Đúng 7 à? Có phiếu không hay là chỉ cần nói miệng thôi à? À vào xe này không cần phiếu à? Vâng, nói chung là những cái xe này không cần phiếu. 7k. Đấy, hàng ở dưới này thì giá chỉ được như vậy thôi các bác ạ. Đấy, lùi cái xe để thử xem hàng này xem. Quanh được bao nhiêu đấy? Dạ. Hàng Thanh Hà, trắng trắng. Ôi, cẩn thận anh ơi. Đừng mấy ca anh. Ôi, cảm giác bác ấy chắc không muốn khoe giá rồi. Thôi, để mình đi với hàng tiếp. Bởi vì nó rất nhiều bác cũng còn đang tắc phía bên này nữa. Của anh em được bao nhiêu đấy? 10.000. 10.000 đó, chốt rồi à? Bán vào đây luôn à? 10k. Đấy, quả thì tương đối là to tròn đấy nhỉ. Bán nhanh rồi, cởi áo mưa ra, nóng lắm. Đây rồi, phía bên này cũng như vậy thôi các bác nhé. Hàng vải ngọt. Không sang được. Tắt không sang được các bác ạ. Tắt quá. Nhất 15 rồi. Còn những cái hàng này thì không biết là được trả đến quay sang đây 15 hết, nghĩ lại bán đồ nhựa đấy. Hàng này cũng 15k đấy à? 15k đấy không? Về mười mấy? 17 à? À đấy, hàng nó tươi hơn thật. 17k. Nhìn nó tươi cái khăn này. Rồi mình hơi tắt một chút thôi. Thế thì gửi đến cho chị và các bạn một chút cái tình hình giá vải tại ở ngã ba Nghĩa Hồ nhé. Lần đầu tiên xuống đấy, giá vải thì chỉ được như vậy thôi. Rất mong các anh chị gọi là theo dõi này, rồi thì vận dụng này và giải trí với cái clip nhé. Xin chào và cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị sức khỏe tràn đầy niềm vui. Em xin nhắc lại địa điểm tại ngã ba Nghĩa Hồ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đấy, giá vải thì các anh chị đã được xem ở trong clip rồi. Em xin cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.